trong phiên sáng 20 tháng 6, hội đồng xét xử đã xét hỏi nhiều nội dung liên quan về 3 lần góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank. Theo bản án sơ thẩm nhận định, PVN đã 3 lần góp vốn với tổng số tiền 800 tỷ đồng để nắm giữ 20% vốn điều lệ tại Ocean Bank, nhưng toàn bộ số tiền trên đến nay bị thiệt hại. Trách nhiệm đối với hậu quả thiệt hại nêu trên thuộc về Đinh La Thăng và các đồng phạm. Trong đó, Đinh La Thăng với tư cách là người đứng đầu PVN có trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý và bảo toàn vốn của PVN. Trong 3 lần hội đồng quản trị, hội đồng thành viên ban hành nghị quyết chấp thuận vốn góp vào Ocean Bank, Nguyễn Xuân Thắng có hành vi ký ban hành nghị quyết 4266 ngày 16 tháng 5 năm 2011 phê duyệt chủ trương PVN góp bổ sung 100 tỷ đồng lần 3, nâng tổng số vốn góp của PVN lên 800 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Ocean Bank. Thực hiện nghị quyết 4266 do Thắng ký ngày 17 tháng 5 năm 2011, Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã trình Ban Tổng Giám đốc thủ tục để chuyển số tiền 100 tỷ đồng bổ sung vốn góp mà không phải báo cáo hội đồng thành viên. Các bị can Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng, trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường và Nguyễn Xuân Thắng, nguyên thành viên hội đồng thành viên, đều thừa nhận việc báo cáo đề xuất và biểu quyết đồng ý ban hành nghị quyết 4266 ngày 16 tháng 5 năm 2011 để PVN góp vốn 100 tỷ đồng là trái với khoản 2 điều 55 luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Cùng ngày 16 tháng 5 năm 2011, Nguyễn Xuân Sơn ký quyết định số 4212 để PVN thực hiện góp 100 tỷ đồng góp vốn vào Ocean Bank. Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng khai sau khi Đinh La Thăng đi công tác về, Thắng đã báo cáo Đinh La Thăng về việc ký nghị quyết số 4266 để PVN góp vốn bổ sung 100 tỷ đồng vào Ocean Bank, nhưng ông Thăng không có chỉ đạo gì mà đồng ý để thực hiện. Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hội đồng xét xử xem xét nội dung kháng cáo. Bị cáo cho rằng mình chỉ có vai trò giúp sức không đáng kể, có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Từ đó, bị cáo Thắng mong muốn tòa cho hưởng án treo và không phải bồi thường thiệt hại về dân sự. Cũng trong diễn biến phiên sáng, các bị cáo người có quyền lợi liên quan được tòa xét hỏi liên quan đến quá trình PVN đã góp vốn 3 lần với tổng số tiền 800 tỷ đồng để nắm giữ 20% vốn điều lệ tại Ocean Bank. Phiên chiều sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các nội dung khác tại vụ án.